Đây, mình thấy rất là nhiều luôn kìa. Ui nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Ui ngon này mọi người. Hai tèo chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình em một tèo định chuẩn bị đi đào ống đất cho mọi người. Đường rất là khó đi luôn mọi người. Ui ui ui. Anh em một tèo đi hôm nay khá là đông nha. Vẫn đã bay đây rồi mọi người. Đây mọi người thấy chưa? Đây mọi người thấy cái hàng này. Đào đi. Tèo thì không có gì luôn nha. Quay thôi. Đây rồi. Xong rồi. Sao chạy bạn? Ong này nó dữ lắm nha mọi người. Mới đào được có chút xíu à, mà nó bay ra nhiều lắm. Hồi hộp quá, sợ nó đâm vào mắt. Ui sao ra nhiều thế. Ra nhiều quá mọi người. Ít à? Ít à? Đây ít mận nè mọi người. Ủa cái này có 3 miếng thôi à? Cái gì nước? Cái gì nước? Ít à? Cái này này, cho mọi người xem này. Trong này. Giờ chắc như vậy hết nhỉ? Ở đây có 3 miếng thôi à? Này đi, đi xuống rồi. Đây cho mọi người xem kỹ này. Ở trên kia thì có 3 miếng thôi à, còn ít nè, 3 miếng không có nước này, không có mận luôn, ít mà, ít lắm, nhưng chính nó mới làm hay gì đó. Bây giờ chuẩn bị xuống dưới kia để mà đào thêm một cái hàng lên nha. Cái này ở đây nó chuyện hơi ồn đó mọi người ạ, do là người ta đang bơm cà phê á, cái máy công nông nó tiếng nó to quá. Không biết Nam tèo nói mọi người có nghe được không nhé. Bắt đầu xuống thôi. Bắt đầu xuống thôi. Ây dạ. Xuống luôn hả? Xuống luôn hả? Phải đi. Lấy cái xô đi, lấy cái xô, lấy cái xô đi kìa. Cái này đốt làm sao được? Toàn có xanh không vậy? Đi qua chỗ nào đây? Đây hả? À? Đây không? Đúng chưa? À, có kiên vàng nữa hả? Ở đây kiên vàng gắn càng đau hơn nữa. Cái nào ở đây? Hàng ở đâu? Đây cầm mới xem. Tháng nó toàn là con kiến vàng không à? Đây nó ra hai con rồi. Một một tay đào mà một tay cầm thoại mọi người ạ. Cái hàng này mọi người thấy chưa? Rất là to luôn nha. Đây mọi người thấy chưa? Rất là nhiều luôn nha. Sao lại không có mật? Rất nhiều luôn, trông á.
từ từ chưa. Đây, mình thấy rất là nhiều luôn kìa. Ui nhiều lắm. Đây mọi người thấy chưa, rất là nhiều luôn nha. Dưới nha. Thôi không sao đâu. Bắt nè. Đây mọi người thấy chưa, rất là nhiều luôn. Không biết mấy miếng đây. Cái tổ trên kia thì nó ít lắm mọi người. Đây. Cái xô. Bắt giấc đấy. Cái này ngon, rất là ngon luôn. Rung tay. Ui, cái này nhiều nhá mọi người. Đây, rất là nhiều nước nha mọi người. Đây. Miếng này to nha. Đây mọi người thấy chưa? Ui. Ngon này mọi người, quá ngon luôn. Đâu không? Ôi, có toàn miếng to không mọi người? Miếng này to nè. To lắm. Sao vậy? Ui, có toàn miếng to không mọi người? Ui, bên trong con nhiều nhá. Ở đây nhiều miếng lắm. Đúng rồi, có con nhiều. Còn nhiều. Đây mật nhiều lắm nha mọi người. Nhiều mật quá. Ui, cái miếng này to hơn miếng hồi nãy luôn. To hơn. Đây. To nhé. Ôi, toàn miếng to không mọi người ạ. Ôi, chưa hết luôn. Nãy giờ bóc cũng khá là nhiều rồi. To lắm. Đây. Ui, cái miếng này cũng to nè. To lắm. Đây. Ai biết được, hỏi anh, hỏi con ong đi. Đây, rất nhiều luôn mọi người. Ôi, cái miếng cuối cùng này mọi người. Cái miếng này là miếng cuối cùng nhá. Hả? Hết nước rồi, không có nước rồi. Để bóc cho, cầm đi. Trên nó còn nước hay sao đó mọi người. Mật nó dính lại trên này nè. Mật nó rất ngon nha. Ngon lắm. Cái này ngon lắm. Hết mọi người ạ. Đây. Còn cái này. Ôi. Cắt hết rồi mọi người. Cho mình xem nè. Hàng này rất là to luôn nha. Gần chục miếng luôn mọi người. Để mình xem. Không, nó không đốt đâu. Rồi ok. Đi trước đi. Ui, trong này sao mà nhiều thế.
Hết rồi. Đi lên đi. Ôi. Rất là nhiều luôn nhá. Nhiều lắm mọi người. Đây. Cái này là ăn thoải mái luôn mọi người ạ. Đây là có xô luôn. Đi lên cái đây. Đào hai tổ ong thì được có bao nhiêu đây thôi mọi người. Để cho mọi người xem này. Mà có miếng này nó to như vậy thôi chứ bên trong nó lại trong đống này không có mật. Hình như nó có gì đây bên trong ấy. Con của nó gì đấy. Ăn đi. Ăn chát rồi đem về. Mọi người ăn cái mà. Làm thử miếng coi nào. Thôi có bông giúp bé. Miếng này là miếng con của nó còn non nha mọi người. Ăn cái này mà nó kiểu nó đã. Mời tất cả mọi người ăn cùng theo nha. Ngon lắm. Cầm ngon nữa ta. Lâu quá rồi không ăn mật đó mọi người. Mm.